Ngày 27 tháng 2, kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu với những người thầy thuốc, những năm qua, cán bộ y bác sĩ ngành y tế Đà Nẵng luôn dặn lòng, nêu cao y đức, tận tụy, hết lòng vì người bệnh. Đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, dù đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhất, nhưng cán bộ, y bác sĩ ngành y tế Đà Nẵng đã siết chặt tay nhau, vững vàng nơi tuyến đầu, làm tròn thiên chức người thầy thuốc, lan tỏa hình ảnh những thiên thần áo trắng. Năm 2020, Đà Nẵng trải qua hai đợt bùng phát dịch COVID-19, trong đó đợt thứ hai vào tháng 7 năm 2020 thì toàn thành phố có tổng cộng 389 trường hợp mắc COVID-19. Lúc này, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc, trong đó các y bác sĩ luôn có mặt ở tuyến đầu. Truy vết thật nhanh, xét nghiệm thần tốc, đó là khâu then chốt để có thể khoanh vùng dập dịch. Nhận thức rõ điều đó, chị Nhan và các đồng nghiệp của mình đã không kể ngày đêm hiểm nguy, tập trung cho công tác xét nghiệm với cường độ cao nhất. Người thân biết mình cũng như là cả cán bộ trong khoa, thực hiện công việc này, tất nhiên họ cũng có, mọi người cũng có một cái sự lo lắng nhất định. Tuy nhiên thì là về bản thân, mọi người, tất cả mọi người trong khoa cũng hiểu được cái nhiệm vụ của mình và cố gắng là nắm bắt các thông tin đúng về cái dịch bệnh này, cũng như là phải tuyên truyền giải thích cho người thân hiểu để mà họ yên tâm hơn về cái công việc mà mình đang làm. Ở góc độ điều trị, nếu như được bùng phát dịch lần thứ nhất, Bệnh viện Đà Nẵng đã làm tốt vai trò của mình trong chăm sóc điều trị 6 trường hợp mắc bệnh, thì trong đợt bùng phát lần thứ hai, những chiến sĩ áo trắng từ Bệnh viện Phổi đến Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã cùng với các đồng nghiệp trong cả nước giúp hàng trăm bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng được điều trị khỏi bệnh. Bên trong những khu cách ly đặc biệt như thế này, đã có nhiều câu chuyện cổ tích giữa đời thường được viết nên bởi chính sự tận tâm và hết lòng của những thiên thần áo trắng. Có một trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời hành nghề y của mình sẽ không thể nào quên được. Đó là trường hợp một sản phụ gần đến ngày sinh nở và nhiễm COVID-19. Vấn đề mấu chốt ở đây đối với ngành y tế của chúng tôi đó là làm thế nào đứa trẻ sinh ra không bị lây nhiễm COVID-19 từ mẹ mà vẫn hưởng được những quyền lợi. Đó là sự ôm ấp, da kề da cùng với mẹ và tận hưởng nguồn sữa quý giá của bà mẹ. Không kể ngày đêm, cũng chẳng nghỉ Tết, bất cứ có tình huống nảy sinh là các y bác sĩ, nhân viên y tế lập tức có mặt để xử lý. Chạy đua chống dịch, chưa biết bệnh nhân dương tính hay không. Ít nhiều họ cũng lo lắng, bởi họ cũng có gia đình và đôi lúc còn chịu sự kỳ thị của hàng xóm. Nhưng tất cả luôn tiến về phía trước. Lăn xả vào nơi hiểm nguy để làm tròn thiên chức, các y bác sĩ thực sự là những thiên thần áo trắng. Nhiều anh chị em y bác sĩ đã làm việc liên tục không nghỉ tại các phòng cấp cứu, bệnh viện dã chiến, thậm chí có nhiều người lả đi ngay tại nơi làm việc vì quá sức. Nhiều anh chị em phải tạm xa gia đình hàng tháng trời, nhất là những người có con nhỏ, cha mẹ già cần được chăm sóc. Hay trong những ngày giáp Tết, khi nhà nhà sum họp, thành phố lại tuyển những người con ưu tú, dũng cảm của mình đến hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác truy vết, dập dịch. Trong những ngày tháng khó khăn đó, tất cả chúng ta đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tin cậy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế thành phố khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi thật sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn chân thành với những đóng góp hy sinh của các anh chị ngành y tế thành phố. Chống dịch như chống giặc, trong cuộc chiến chống giặc COVID-19, các y bác sĩ, nhân viên ngành y tế Đà Nẵng thực sự là những chiến sĩ dũng cảm ở tuyến đầu, góp phần quan trọng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Cuộc chiến này một lần nữa thể hiện y đức của những người thầy thuốc Đà Nẵng. Những hy sinh và cống hiến ấy thật đáng trân trọng.